Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang một nhóm gồm 30 người đang say sưa thực hiện hành vi đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn. Qua nắm thông tin, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, bắt quả tang tại tầng 22 của khách sạn có 30 người đang đánh bạc dưới hình sóc bầu cua. Trong số nhóm con bạc có 3 phụ nữ và còn nhiều con bạc đến từ ngoài tỉnh. Do quá bất ngờ nên cả nhóm không kịp tẩu tán vật chứng vi phạm. Trên chiếu bạc thu hơn 55 triệu đồng, gần 480 triệu đồng trên người các con bạc, cùng nhiều ô tô và xe máy và dụng cụ để thực hiện việc đánh bầu cua sóc đĩa. Theo khai nhận của các đối tượng, Đặng Công Hải, 33 tuổi, trú quận Hải Châu, đã nhờ Trần Nguyễn Chí Phú, 31 tuổi, thuê giúp khách sạn và trực tiếp điện thoại, lôi kéo rủ rê người chơi đến khách sạn để tham gia đánh bạc. Hải và Trương Đăng Vũ, 38 tuổi, trú quận Hải Châu, là người chuẩn bị các dụng cụ để thực hiện việc đánh bạc, đồng thời làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn khách, đảm bảo cho việc đánh bạc phi pháp này không bị phát hiện. Riêng đối tượng Đặng Xuân Hiếu là người được Hải tin tưởng giao nhiệm vụ cầm cái, trực tiếp rung hạt bầu cua. Công an quận đã tạm giữ hình sự với 10 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.